Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phong. Trước khi bắt đầu với cái video này thì mình xin được hỏi các bạn một câu. Đó là với những thiết bị như là pin tiểu trong gia đình các bạn thì các bạn sử dụng loại gì? Mình thì sử dụng một cái loại đó là Energizer. Và đây như các bạn có thể thấy chính là cái hình mà cái viên pin tiểu mình đang sử dụng. Và mình sử dụng nó cho chính cái chiếc đó là máy game như đang sử dụng ở đây. Và cái thời gian vừa rồi ạ, mình nhận được một cái cục sạc dự phòng đến từ cái hãng này, Energizer. Và nó có một cái dung lượng khá lớn, lên tới là 20.100 mAh. Và có thể nói rằng cái cục sạc này nó đã thay thế cho tất cả những cái cục sạc dự phòng khác mà mình đã có. Và nó mang đến cho mình rất nhiều trải nghiệm thú vị. Và mình quyết định đó là làm một cái video review cũng như là chia sẻ đến cho các bạn những cái trải nghiệm của mình liên quan đến cục sạc này. Vậy thì nó có những gì, vì sao các bạn nên lựa chọn cái cục sạc này, thì hãy theo dõi video, mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn cụ thể hơn. Hãy nói qua một chút về Energizer đã. Đây là một cái thương hiệu có thể là nhiều bạn sẽ không để ý đến, tại vì nó phổ biến ở những cái thị trường như là Mỹ này hoặc là châu Âu. Còn những cái thị trường ví dụ như ở Việt Nam hay Trung Quốc, hay là một vài những cái site bán hàng mà các bạn đã quen thuộc, ví dụ như là Gearbest hay là Banggood, thì có thể là sẽ không thông dụng cái này. Tại vì thứ nhất đó là cái tiêu chuẩn của cái thương hiệu này, nó là tiêu chuẩn của Mỹ. Và cái thương hiệu này nó đến từ Mỹ, nó chỉ được sản xuất tại Trung Quốc mà thôi. Cái thương hiệu Energizer này cũng đã có mặt tại thị trường Việt Nam với rất nhiều những cái dòng sản phẩm, ví dụ như là cáp microUSB, cáp Lightning, chúng ta có dán màn hình, chúng ta có những cái cục sạc mang cái thương hiệu này, rồi là pin tiểu như thế này các thứ. Và bây giờ thì các bạn sẽ có thêm rất nhiều những sự lựa chọn với cái cục sạc dự phòng ví dụ như thế này. Và các bạn cũng sẽ có rất nhiều những mẫu mã khác nhau, ví dụ như cái phiên bản mình có là 20.100 mAh này, rồi là các bạn có thêm phiên bản 10.000 này, rồi 15.000 này, rồi có tùy chọn ví dụ sạc nhanh, sạc không nhanh hay là như thế nào. Thì cái phiên bản này của mình nó khá đặc biệt bởi vì nó có tích hợp được rất nhiều công nghệ mới. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy nổi bật ngay chính là cái chuẩn sạc nhanh Quick Charge 3.0. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có thể thấy rất rõ ràng những thông tin ví dụ như là USB Type-A, USB Type-C. Và cái cục sạc này bởi vì nó có một cái dung lượng rất là lớn, lên tới là 20.100 mAh, thế nên là cái kích thước của nó cũng cực kỳ là lớn. Và đây chính là cái kích thước của cái cục sạc này, quá là lớn. Nếu như mình đặt cạnh một cục sạc có cái dung lượng khoảng 10.200 mAh thì đây, cái cục này nó to và nó nặng hơn cực kỳ là nhiều luôn, xét từ đủ các góc cạnh. Đó, các bạn thấy chưa? Để đánh đổi lấy một cái việc đó là chúng ta có một cái dung lượng pin sạc dự phòng lớn hơn, thì cái việc mà các bạn phải chấp nhận đó là to và nặng hơn là điều buộc phải chấp nhận mà thôi. Vậy thì quay trở lại với Energizer, cục 20.100 mAh này của mình thì nó sẽ có gì? Ở ngay cạnh này thì các bạn có thể thấy chúng ta có đầy đủ những cái cổng kết nối, ví dụ như là hai cổng Type-A và một cổng Type-C. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái nút để mà kiểm tra xem cái dung lượng pin của cái cục sạc dự phòng này còn là bao nhiêu. Với cái việc mà nó trang bị rất nhiều cổng kết nối như thế này thì mình đánh giá nó rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là các bạn sẽ có một cái cục sạc thông thường Type-A với đầu ra đó là 5V và 2.4A tối đa. Tiếp theo là sẽ có một cái cổng Quick Charge 3.0 và cái nguồn ra của nó tối đa là 12V và 1.2A. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thêm cả một cái cổng USB Type-C. Và cổng Type-C này nó có hai nhiệm vụ, đó là sạc cho cái cục sạc này hoặc là các bạn có thể sạc cho những cái thiết bị khác với cái nguồn ra tối đa lên tới là 5V và 3A, tức là công suất nó đạt lên tới là khoảng 15W. Nói về tốc độ sạc của từng cái cổng này thì sao? Nếu như mình sử dụng cái cổng Quick Charge 3.0 này sử dụng cho những cái thiết bị mà mình đang có, ví dụ như LG G6 này, thì cái tốc độ sạc của nó tương đương với cả cái việc đó là mình cắm cái cục sạc zin của chiếc LG G6. So sánh với cả chiếc Galaxy S8 thì nó cũng hỗ trợ tương thích ngược lại được với cả Qualcomm Quick Charge 2.0 và nó vẫn mang đến cho mình một cái thời gian sạc cực kỳ tốt trên chiếc Galaxy S8. Còn với cổng output bình thường này thì khi mà mình cắm sạc cho chiếc iPhone 7 Plus của mình thì tốc độ sạc thậm chí nó còn tốt hơn nhiều so với cái việc đó là mình sử dụng cái cục sạc zin 5V 1A đến từ nhà Apple. Thì các bạn có thể hiểu đó là cái công suất mà cái cục sạc này mang đến cho người dùng là cực kỳ tốt. Vậy thì với 20.100 mAh thì các bạn có thể sạc được cho bao nhiêu lần chiếc điện thoại của bạn? Theo như mình thử nghiệm với những cái chiếc điện thoại mà mình đang có thì mình có thể sạc được đó là khoảng 6 lần chiếc Galaxy S8 của mình. Mình sử dụng đến khoảng tầm dưới 10% thì mình cắm sạc. Với chiếc LG G6 thì mình sử dụng được khoảng tầm hơn 5 lần. Và với chiếc iPhone 7 Plus thì mình chưa sử dụng hết được, tại vì sạc iPhone 7 Plus lâu quá nên là mình không có thời gian, mình kiên nhẫn để mà sử dụng. Tức là nói về hiệu suất thì mình có thể đánh giá là với cái cục sạc này nó mang lại một hiệu suất đạt vào tầm khoảng 75% cho đến 80%. Thì đây cũng là một con
số rất là ấn tượng rồi. Trong quá trình mà mình sử dụng thì cái cục sạc này nó không hề nóng lên quá nhiều. Và đấy là một trong những cái thứ mình khá ấn tượng. Bởi vì trong tất cả những cục sạc mà trước đây mình đã từng sử dụng, có sử dụng cái vỏ bằng kim loại, thì nó nóng lên cực kỳ là nhanh. Nhưng cái cục sạc này có lẽ là bởi vì nó quá to, thế nên là cái nhiệt độ nó chảy đều, nên là mình không hề thấy nó quá nóng một chút nào. Và một cái điều cuối cùng mà các bạn cũng sẽ cần phải quan tâm, đó là sạc cho cái cục này thì mất bao nhiêu lâu thì đầy. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái cổng USB Type-C. Những cái nguồn nhận vào tức là DC input thì nó sẽ chỉ nhận tối đa đó là 5V và 2A. Vậy nên là mình đã kết hợp mình cắm vào cái cục sạc đó là cho Smart 5 cổng của mình. Thì cái cục đấy nó sẽ tự động nhận diện cái nguồn vào tối đa nhất mà cái cục sạc này có thể nhận được và nó sạc. Thì theo như mình thử nghiệm thì nó mất khoảng tầm 8 tiếng rưỡi, hơn 8 tiếng cho đến tầm khoảng 9 tiếng. Nói chung là loanh quanh trong vòng khoảng 8 tiếng đến 9 tiếng tùy vào cái dung lượng pin còn lại của cái cục sạc này. Tức là các bạn sẽ phải cắm qua đêm và cắm qua đêm và phải còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa thì nó mới có thể sạc đầy được cái cục sạc này. Nhưng đấy là một cái thông số mình nghĩ là ok, tại vì nó sẽ có thể thay thế được cho rất nhiều những cái trải nghiệm khác. Và với 20.100 mAh này, các bạn sẽ có thể sạc cho tới 3 sản phẩm cùng một lúc. Các bạn đi du lịch thậm chí 2 ngày cho đến 3 ngày khi sử dụng chỉ một chiếc điện thoại thì các bạn vẫn có thể yên tâm mà không cần phải mang theo cục sạc kèm theo. Tiếp theo là các bạn có thể kết hợp được với rất nhiều sản phẩm khác nữa. Ví dụ các bạn có thể sạc cho máy ảnh này, sạc cho điện thoại, sạc cho máy tính bảng, thậm chí sạc cấp cứu cho laptop nếu như chúng ta có hỗ trợ USB Type-C. Và đó là tất cả những chia sẻ và đánh giá của mình về cục sạc Energizer này. Có thể nói rằng đây là cục sạc mà nó khiến cho mình hài lòng nhất từ trước cho đến giờ. Các bạn thấy sao về cục sạc này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới. Sử dụng cái cục này thì khỏi lo về vấn đề đó là hết pin điện thoại luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.